Hi, chào tất cả mọi người. Clip này là tụi mình về quê rồi mọi người. Hôm nay là tụi mình ra chuẩn bị đi lên Sài Gòn lại. Thì tụi mình dọn mấy cây dần rộng nhà, cây ăn trái mọi người. Cây nào ăn được thì mình hái hết. Cây nào ăn được là cơm. Này, cây bông giấy quá trời bông luôn. Ăn được không? Mà rất tiếc ăn không được. Đi ra đây, em chỉ cho cây xài. Đó, giờ là em ấy đã địa được cây xài rồi. Đó. Cây xài này là mẹ mình hái trước rồi, hái trước một ít rồi. Để em rổ lại, em vú cho nó chín á. Còn giờ còn mấy trái sống thôi, mình nó sống để cho em ấy về hái. Đó. Để mình quay cam sau nha. Đây. Đâu? À. Xài xài nè. Qua. Dạ cũng mới về qua. Thấy gì chưa? Hãy thấy gì chưa? Xài còn ba trái nữa nè. Đây nữa nè. Coi chừng đạp cây là bị. Trên đầu à? Đó, trên đầu hai trái nữa nè. Này cây này là trái nhiều lắm mọi người. À, mẹ mình ở nhà biết mình hai đứa mình về á nên hái trước vú một mớ ở trong nhà là chút xíu mình sẽ quay cho mọi người xem. Đó. Ở cái này là nó còn chắc còn non á. Cái này trái lên nè. Hai trái nữa cơ. Rồi sao trái đó hái được ta? Quay ra. Đó, em ăn trái nào thì hái đi. Má ơi. Dạ. Con té đó. Bởi vì mấy con lùng nó kịp lắm. Bứt cái cuốn luôn, cái cuốn trên nó cho nó đỡ mủ. Rồi xong thì... Rồi luôn. Em bứt xuống trên mà. Gãy cho đó nên có mũ quá trời. Thôi hai trái đó thai cho nó đi. Thai cho nó cao quá. Ơi có ốc chim kìa. Đâu? Hả? Có ốc chim kìa mọi người. Đó. À. Ôi. Ôi có rắn. Ôi. Ôi. Ôi có rắn. Ở trên đó đó. Nó bò vô ốc chim rồi. Ôi. Anh mới thấy. À, không phải cái đó, không phải ổ rắn, ổ chim á. Bây giờ mình phá ổ rắn không? Thôi. Phóng ra cắn thấy bà. Phá không, em phá cho. Ôi, mới thấy rắn bò vô luôn. Thôi, mình hái xài trước đi, hái xài trước đi. Hái xài trước đi, ghê, ghê, chọc nó. Trời ơi. Hái cho nó nha. Ừ, hái cho đi. Cây khôn trời, kêu mình vô cây trời. Đó. Có kinh nghiệm hái xài. Em lấy cái thời hình thumbnail cái coi. Trời ơi, tự nhiên lấy hình thumbnail em gì rồi, nói em cắt không sao. Ừ. Đâu rồi. Em không quan cấp nha. Nhỏ nhỏ thôi. Cô cho ở đâu mà có gì. Mà bán cấp vừa đi. Thôi bậy, cái đó là bậy. vừa là của hàng xóm. Đấy. Hàng xóm mới gọi là ăn cấp. Cây này lớn. Ừ, cây này cũng bự rồi. Cái gốc này nè. Cái gốc nhỏ nhưng mà cái tán của nó, tán cây của nó sum xuê rồi. Bông bụp. Anh biết chơi này không? Biết, cái hồi nhỏ chơi hoài. Mọi giờ không biết làm được không đó nè. Hồi nhỏ thì hai cái lá, hai cái lá non non anh. Bỏ lên bằng cái tay vậy nè. Dỗ cái bẹp. Không, cái nổ. Lá là cái lá này nè. Lá nào anh thường chơi là cái lá bông gục. Em chơi là cái lá bông giấy á. Tại vì sao không? Cái lá bông giấy nó giòn. Ừ. Còn cái lá bông gục nó không có giòn. Dừa quá là trái ta. Ở tí không phải nhà mình. Không phải nhà mình mới gọi là ăn cắp. Ủa, nhà ta ở trong kìa. Thôi đừng có quay cảnh này. Liêu liêu. Đúng rồi.
Ôi. Ôi. Mất. Em quay cho anh đập đồ. Anh mà đập không kêu em quánh anh nè. Vô. Lá này phải không? Ừ, lá lá. Chắc em hái lá già hay sao? Ồ. Ôi. Vẫn biết nó vậy một lỗ luôn ha. Kì cục kéo ta. Không kêu. Không. Thôi, nghỉ quay đi. Xì. Tét luôn. Xì. Gây chờ, gây chờ. Xì. Đó. Hai cho mày đó. Hai được bốn cho xài. Thì sống. Ở trong nhà mình còn nữa. Có một rổ trống nữa, có xài chín cũng có, mà gần chín cũng có. Em ấy muốn ăn xài sống, hái tặng cây, nên hái mấy này. Bông nè. Bên đây là rau lan. Rau lan chưa có già. Nên chưa có khoai à. Nên chưa, cái củ nó còn nhỏ xíu à. Ôi, cây mai cũng đẹp quá trời nè. Nó thấp mà nó ấy nè, quá trời nhánh luôn. Nè, mấy cây này nè. Ừ. Có hai cây này đẹp ha. Ừ. Đang uống bởi vì cuồng dê quá trời. Bên đây cây dưỡng, ăn dưỡng. Đu đủ kìa. Cây này cái gốc bự mà kích tán không đẹp. Đó là cây gì? Trời ơi, em nói tên đừng giữ nha. Cà. Pháo. Nổ. Cà pháo nổ. Kêu đủ. Ai trên đất người ta nha. Bơi người ta ăn cắp. Bơi người ta có một người chuẩn bị ăn cắp. Anh bẻ mía đi à. Ừ, bẻ mía đi. Ờ, cái này làm hồ bơi được nè. Chèo chổng bơi. Đó lại mùi cá. Có cây vú sữa đó nè. Đây là cây vú sữa. Cây này chắc vài năm nữa mới có thể ăn được. Có trái ra, còn là nhỏ. Đó, đây là thành quả hai bữa mía. À, hồi lúc trước mình nuôi dúi mọi người, là mình trồng cho dúi ăn, giờ dúi không còn dúi nữa, giờ mình ăn. Giờ không còn dúi nữa tôi ăn. Tôi về ăn với dúi đó mọi người. Bơi người ta ăn cắp mía. Bơi người ta. Bẻ cái nào ngon ngon nha. Ây da. Anh anh, cái cây bên đó cái đốt dài quá chừng kìa. Ủa cái cây này đốt nó ngủ. Nắng quá. Ủa, dài lên chưa? Ừ. Bơi người ta tôi bị khét rồi. Rồi rồi cây mai, rồi cây mai chắc bà không thấy đâu ha. À, không mà thấy là mình đi lên Sài Gòn rồi đâu sao đâu. Cây này ngon không? Mắt vậy thòn. Ừ. Cái cây này nè, nó cũng ra đang ra đốt dài nè. Ừ. Nó được mấy đốt dài á. Đúng không? Nữa chứ. Nhiều đây á thì thấy gì cũng. Cây nào? Đầu lên rồi. Đó cái cây đó. Ở ngoài kìa. À. Ừ. Phải đem nghĩa cây trong cái. Em thấy cây trong đều hơn á. Hồi chiều hôm qua em đòi đốn cây xài, anh không cho, bữa nay đốn cây mía ha. Đốn cây mía được chứ đốn cây xài là con. Đó, là cây. Chả nói không thôi, con xài đó. Thôi nhiều rồi. Ừ. Chắc còn chặt khúc khúc ra cái mình bỏ đi bịch. Ừ. Trời, như đây em đủ nhai nữa.
Rồi. Ông đi rồi. Mình ngắm cây đi. Hèn chi em biết sao mà ở trong nhà có cà pháo rồi đó. Hồi đó nhà em có trồng bông đó đó, cái bông tím tím đó đó. Dễ trồng lắm. Bà hôm ta đòi mua nhiêu? Triệu rưỡi, 3,5 triệu gì quên mất tiêu rồi. Thì nãy em nói, nãy em nhìn này nè, em nói không, cô gắn ở đây nè. Vô mình kiếm chỗ máng máng chặt anh. Bên hông nè. Bên hông nhà nè. Trời ơi, có trái kìa. Mấy trái bị hư rồi, thúi rồi, trái chín ít, cũng ít trái. Trời ơi, nhà mình đi hái ớt cho người ta mà làm gì không có ớt ăn đâu, sợ đu đủ mà nhiều. Ý dạ. Giờ tới giờ chắc mấy cái cây ớt nhỏ xíu một trái, hai trái, ba trái cây chút xíu gàng tay hơn kìa, rụng dưới đất nhóc hết trơn kìa. Hơn gan tay của tái luôn kìa. Nít quỷ bị lớn của trái. Cái này ha. Anh chặt cho bằng bằng coi, làm gì chặt xéo xéo chi vậy? Chặt xéo nó mới dễ chặt. Chặt bằng ngang chứ chặt xéo sao ăn? Nha. Yeah. Anh chặt ngay cái mắt của nó. Ừ. Để anh chặt không ngay mắt là lên trên chỉnh mình cũng bỏ. Này là mía thành diệu nha mọi người, nên nó mềm lắm. Cây dao găng cưa bởi gì? Dao bị mẻ hay bởi gì? Chặt nó quá. Ờ nó mẻ. Đó, mía dày không? Gần một gan tay một mắt. Nếu mà một mắt là hơn gan gan. Ừ, chưa tới. Gần một gan chứ hơn nửa gan. Ừ. Nó mà miếng mắt miếng gì dài rồi. Ôi mát quá. Rồi đó là chặt khúc xéo xéo vậy nè, tầm cỡ này nè, xéo xéo vậy nè cho vui nè. Ờ, cứ còn khúc vậy. Ừ. Hèn chi giờ ông chặt cho mình ăn mà ông tưởng chặt cho dúi ăn. Rồi sao mắc khúc nè. Ôi ngọt. Ngọt cá. Ừ. Rồi xong. Dẹp đi phá quá trời rồi. Kiếm cái bịch mà đựng mà. Bê cây dao nha. Đưa em cây dao trước đi. Cầm lên cây dao. Ok. Mắc khúc nào là rồi em đó. Em quay lại rồi đó. Đi chứ. Chờ mình về vô nhà mình kiếm cái túi mình đựng mọi người. Trời ơi, tay cầm dao, tay cầm điện thoại mà ngứa con mắt quá sao ta. Anh chào anh xíu, anh dùng được lên cái sạch kìa. Đó. Quá chừng chưa? Chưa, còn món nữa. Tên. Đó. Mới một đống.
mấy cái xài này là ở ở ngoài cây xài ngoài hồi nãy luôn đó mọi người, mà mẹ mình hái vô trước nè, hái vô trước vú để cho nó chín đó cho mình ăn đó. Cái này là không phải xài dừa ra đó. Hai cái chín mình ăn, tụi mình ăn hết hai trái rồi đó, còn hai cái chín nữa nè, mấy trái nữa nè, đây cũng còn trái sống nè mà nó gần chín hết rồi, gần chín hết rồi. Này là trái cây sạch, sạch trơn luôn á, không có thuốc, phân thuốc gì hết. Còn đây là đứa mọi người trái gì đó. Chị bí tròn giò hay không, giống chị bí nha. Đây là trái dưa gan, dưa gan không biết sao mà nó đến nó đột biến nữa, sẽ ra gì là giống y như trái bí vậy. Cái trái dưa gan này nó có bà con với em hay sao, nó tròn giò vậy ta. Đây nữa nè, trời, cái trái nó không giống dưa gan luôn nha anh. Trái này giống cái trái gì ta không biết, cái trái gì luôn á, giống như trái gì nè, giống từ từ trái xài thôi. Ờ, cũng là dưa gan luôn, nó nhỏ, thầy nó nhỏ nhỏ mà. Mấy trái nữa mà trái này nó chín mềm hết nửa trái rồi. Đây nữa nè, chuối, chuối nhà luôn mà ăn gần hết thì còn có mấy trái nè. Đây xài này mới dễ thương nè, chị qua có trái dễ thương đó mẹ em ăn rồi. Trời ơi chút xíu giống như trứng gà ha. Xíu này là xài cốc nha mọi người đó, nên nó nhỏ nó tròn vậy đó. Ủa thấy đẹp bây giờ cái vỏ nó láng nhìn đẹp ha. Rồi xong đó. Còn đây là lạc đó, nguyên hộp còn vỏ luôn. Đây là mẹ mình phơi rồi mọi người, cái này không biết mẹ bắt ở đâu có rồi mình cũng không biết nữa, mình cũng không hỏi. Cái này là phơi khô rồi nên nó nhẹ te. Cái này chắc ở đâu trồng á, chưa mê ấy mê hái mê phơi chứ. Chứ nếu mình tao bán là đâu cần phơi đâu gì đâu. Bây giờ là đem lên Sài Gòn, đem lên một chợ mình cái mình luộc ăn cũng ngon á. Để mình thử ngỡ cái hộp này ăn sống được, ăn sống được cũng béo á. Đó, hộp bự ra. Hộp bự ra. Cây dơ đó nha. Gọi nào? Không. Béo, ngàn sống được mà, ngàn béo. Trời ơi, ông ăn có hộp đậu phộng mà ông nhơi, ông nhai, ông chép kìa. Mà mới thấy cái thầy sống nãy hát. Mía mình mới chặt. Giờ đi kiếm cái túi nè. Ở trên đó. Đó, cái túi đó. Em nói anh là em bỏ lại đâu. Này bỏ mía trước đi. Này thôi, này cho em lại em soạn đi. Ok. Này em soạn ha, ngoài ra. Ok. Lại đổi cho em đi. Dẹp có gì đâu. Bê hết lên thôi. Cắt thành miếng đường chú. Hồi nãy bà không cắt con cháu cho ăn cho hai ơi. Thử nha. Sướt 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 rồi á. Hồi nãy có sướt miếng không? Có chứ. Sướt gì nè. Cái gì nè? À, đập đầu phải không? Đập tỉnh quá vậy. Bỏ này đi nha. Cái này mình kéo ngoài đi, xài bỏ đi. Giờ kiếm thêm bọc, bỏ thêm xoài với lạc vô mọi người. Thấy đâu cái gỗ được không? Mình bọc luôn. Đó, lúc chưa phơi nó còn nặng cái phơi rồi nhà te. Cái này á.
luộc xong xuôi chân á đem đi làm á buồn buồn bóc đường đó. Giờ tới xoài. Đó, lạc, mía, xoài. Có bí nữa kìa, hai trái bí ở trong nữa. Nó còn nấu cơm là lấy rồi đó. Mấy trái này là nó già rồi mọi người, nên mẹ mình hái vô để vô nhà trước bữa với hai là nó chín vàng hết. Cái này mình đâu mà đem được chín đâu. Nên nó trả là nó chín rồi. Cái nào vừa mắc thì mình lấy nha. Rồi, cái bây giờ xài á, ở đâu không có bán nhóc hết trơn. Vô mùa nó mà. Quá trời nhóc. Cái này là sóc chim nha. Em có hả thấy cái này được không? Ăn cái nó mát á, cái ăn mát. Như gan, ăn lá ăn nó mát. Ồ, bỏ vô ba lô hồi nặng nha. Chứ anh bỏ mà nó dập. Ừ. Mình treo quá nó dập. Đó. Rồi, không mấy con mấy này chừa lại. Rồi cũng hết mọi người rồi. Hết cho bỏ rồi. Nó ngon quá trời luôn. Ừ. Thì chiều qua em đăng hai cái là hết cái thầy. Không thì em trả về chiếc cũ. Ừ. Đó, giờ ba bọc rồi được rồi. Đó. Hai bọc này mình máng xe. Hai bọc này mình máng trên xe, còn bọc kia mình bỏ vô ba lô của mình. Này nha, còn lấy bao nhiêu đây thôi nha. Không có cái gì không có hỏng nha. Lấy con này kia thôi á. Mốt mấy cái khác thì cái chừng lúc tắt video mới lấy. Còn đây là phía sau nhà. Thôi nhà lúc không có cây đủ bự đã lắm, táo quá trời luôn mà nó già rồi mình chặt bỏ. Không có gì là lại thôi. À, vậy thôi, vòng vòng nhà mình thì cũng có mà vài cây ăn trái thôi, xoài rồi mía đu đủ, có cây đu đủ nãy là mình cũng hái được nữa, nhưng mà thôi giờ hết chỗ để nên là biến ăn. Mình cũng không thích đu đủ lắm. Có chuối, chuối và chuối còn nhiêu đây, chuối chín hết ăn hết rồi, còn nhiêu đây. Còn trái ơi mưa hoài. Ông cho hồi trước là cây trước cửa luôn, có một cây lựu chung cũng vừa thôi chứ không có bự lắm mà trái nhiều lắm mọi người, mà có gai nhiều quá cái bao mình ổng chặt luôn, chặt bỏ luôn. Ủa gì đâu, trái quá là trái luôn, trái vui nữa. Caramel này khoái lắm, đợt hợp về thấy ăn được mấy trái khoái lắm, hay quá trời trái luôn à. Ừ. Ăn được có một trái duy nhất thôi nha. Ừ. Anh ăn cũng được con trái hay trái vậy? Có một trái luôn à. Chặt luôn cái cây. Chưa có quậy luôn á. Chưa phá luôn. Mà chặt luôn cái cây. Bữa nay em phá cây xài, chặt luôn cây xài. Dạ, hai đứa rồi. Ba cái túi này rồi. À, là đủ ăn rồi. Chuẩn bị lên giường. Giờ dạ, mình cũng chuẩn bị đi lên Sài Gòn luôn mọi người. Ai nói? Về Hậu Giang. Dạ vô à quên, về Hậu Giang cái. Giờ dạ, mình về Hậu Giang cái thì xong là mới lên Sài Gòn. Đó. Tiếp sau là sao ở Hậu Giang? Mọi người xem video thấy vui thì nhớ đăng ký, like, chia sẻ rồi nha, để chờ clip mới của mình. Đó. Ừ. Bây giờ mình coi xong mình thấy gì vui vui mình comment đi. Chả qua qua cái này lại vui. Có người nói chuyện. Thôi clip mình cũng dài, mình cũng quay vòng vòng xíu thôi mọi người.
mọi người xem video thấy vui cho tụi mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình, có tinh thần làm những clip vui vui hơn để làm những clip khác cho mọi người xem. Đó. Ok. Bye bye. Bye bye. Không thấy cái mặt em luôn. Ghét. Đó nè. Được không nhau? Không. Bye bye. Chị đi.